Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ nói về chủ đề làm gì khi người ấy muốn dừng lại, dừng cái mối quan hệ này của các bạn lại. Các bạn thân mến, trong quá trình yêu đương nhau ấy thì đôi lúc các bạn sẽ phải đối mặt với cái việc là mối quan hệ của các bạn nó trở nên chán, nó không còn hấp dẫn như ban đầu nữa, và một trong hai người thấy chán và đã quyết định là muốn dừng lại. Còn người kia thì bị sốc, người kia thì không nghĩ là mọi chuyện nó tồi tệ như thế, mình muốn tiếp tục. Làm sao để níu giữ cô ấy, làm sao để níu giữ anh ấy ở trong cái mối quan hệ này đây. Mình thấy nó vẫn tuyệt vời mà, mình yêu người ấy nhiều lắm, mình không muốn mất. Nhưng mà các bạn phải biết điều này, đừng vội trách móc là người đó đã thay lòng đổi dạ, hay đừng vội nghĩ rằng người đó tồi quá, tại sao lại đang yêu đương như thế mà không cân nhắc đến cảm xúc và suy nghĩ của mình mà lại nói ra câu từ giã chia tay. Bây giờ mình muốn các bạn có một cái nhìn bao quát và tổng thể hơn về cái tâm lý của cái người mà muốn chia tay nhá. Muốn chia tay không phải là vì có người thứ ba đâu, trừ cái trường hợp mà ví dụ có người thứ ba thì mình không nói, bởi vì có người thứ ba tức là cái mối quan hệ của các bạn nó đã không trọn vẹn rồi, mình không khuyến khích các bạn ở trong một mối quan hệ như thế. Nhưng nếu như vì cái người đó chán và muốn nói chia tay ý, thì lúc này mình muốn các bạn có một cái nhìn bao quát về nó. Khi các bạn ở lâu rồi trong một mối quan hệ thì lúc đó những cái cảm xúc tuyệt vời nó dần đi xuống, các bạn sẽ thèm khát lắm cái cảm xúc mà nó kích thích, nó khiến cho các bạn cảm thấy sướng, sung sướng khi được gặp lại nhau, rồi những cảm xúc tuyệt vời khi gặp lại nhau ấy, các bạn không còn cảm xúc đấy nữa. Khi người ta chán, người ta sẽ muốn chia tay. Và nếu như các bạn muốn mang trở lại những cảm xúc tuyệt vời dành cho mối quan hệ này thì việc đầu tiên các bạn phải làm đó chính là đồng ý. Hãy để họ làm theo ý mình. Việc các bạn ngăn chặn họ để họ không rời xa các bạn, nó chỉ khiến cho người ta càng muốn tháo chạy khỏi các bạn hơn thôi. Thế cho nên cái việc đầu tiên là phải đồng ý. Hãy cho họ làm theo ý họ muốn. Thậm chí là đôi khi là người ta muốn tự do, bởi vì người ta đang ở trong mối quan hệ này, người ta thấy nhàm chán, người ta sẽ nghĩ tưởng tượng đến cái cảnh là kiểu đứng núi này trông núi nọ ấy. Người ta sẽ nghĩ rằng ở ngoài thế giới kia còn có rất nhiều điều thú vị và những người tuyệt vời nữa. Mà bây giờ mình cứ gắn bó với một người như thế này đến suốt đời, mình cảm thấy chán. Đôi khi người ta muốn rời xa các bạn để chứng tỏ rằng họ đã sai, họ thì họ cũng muốn đi trải nghiệm những điều đó. Cho nên việc của các bạn là hãy đồng ý, hãy để cho họ làm theo ý mình đi. Đầu tiên là hãy để cho họ làm theo ý mình, không níu kéo, tôn trọng quyết định của họ. Cái bước thứ hai là các bạn sẽ tập trung vào cuộc sống của mình và làm cho nó trở nên tốt hơn. Bất kể các bạn là nam hay nữ và các bạn bị người kia từ bỏ và muốn dừng lại thì bây giờ cũng sẽ là lúc mà các bạn sẽ thay đổi bản thân mình, khiến mình đẹp hơn, đúng không? Khiến mình xinh gái hơn, khiến mình đẹp trai hơn, hấp dẫn hơn trong mắt mọi người. Đó là cái lúc mà các bạn thay đổi bản thân, không chỉ là về bề ngoài mà còn về tinh thần của mình nữa. Hãy thay đổi cái suy nghĩ là ôi, mình không có cô ấy, mình không có anh ấy, mình sẽ khó chịu và mình sẽ buồn tủi đến thế nào. Rồi là đó là một người tuyệt vời mà mình không muốn mất, mình vừa mất một cái điều tuyệt vời trong cuộc sống của mình. Đừng nghĩ như thế. Bây giờ là cái lúc mà bạn sẽ nghĩ rằng ở ngoài thế giới rộng lớn này còn có rất nhiều những người tuyệt vời nữa. Và việc của chúng ta bây giờ là hãy tưởng tượng về cuộc sống tuyệt vời của mình đây này. Tập trung vào cái cuộc sống tuyệt vời của mình này. Đây sẽ là cái lúc mà các bạn rất tự do và thoải mái để các bạn có thể để cái trí tưởng tượng của mình bay cao bay xa. Hãy nghĩ về những cái người tuyệt vời trên thế giới này. Trên thế giới này có nhiều người tuyệt vời lắm. Cuộc sống này có nhiều người tuyệt vời lắm. Hãy nghĩ, hãy để cho cái suy nghĩ của mình nó mở rộng ra. Và nghĩ về những cái điều tuyệt vời, một tình yêu mà mình muốn ấy, nó như thế nào. Một người mà mình yêu, một người sẽ cho mình cảm xúc tuyệt vời như thế nào, hạnh phúc như thế nào. Và mình có thể là một người yêu tuyệt vời như thế nào. Các bạn tưởng tượng về cái việc mà các bạn ở bên một người mình yêu, có những cảm xúc tuyệt vời và hạnh phúc. Không chỉ vì người đó tuyệt vời, có những cảm xúc năng lượng tích cực dành cho bạn, mà cũng bạn là những người tuyệt vời và đem lại những cảm xúc tích cực tuyệt vời cho người đó nữa. Hãy tưởng tượng về những điều đó. Hãy tưởng tượng về một người tốt hơn cái người hiện tại của các bạn. Đây là một điều mấu chốt. Tưởng tượng về một người tốt hơn cái người hiện tại của các bạn. Và người đó yêu các bạn, thích các bạn, thương các bạn, chân thành với các bạn, theo đuổi các bạn. Nó có tác dụng rất lớn trong việc các bạn sẽ không bị thảm hại trong mối quan hệ này nữa. Hãy tưởng tượng về một người tốt hơn cái người hiện tại, tuyệt vời hơn cái người hiện tại ấy. Việc tưởng tượng như thế này, mình không bắt các bạn là phải phản bội cái người yêu của các bạn đâu, mà là để các bạn tưởng tượng về một người tuyệt vời hơn thế, cho các bạn những cái năng lượng tích cực và tuyệt vời trong mối quan hệ này, để nó nâng cao lên cái tư thế của các bạn, để các bạn cảm thấy tuyệt vời hơn trong tình yêu. Và từ đó các bạn có thể lan tỏa những cái điều tuyệt vời ra ngoài thế giới và thu hút về mình cái điều tuyệt vời. Các bạn nhớ nhá. Và cái điều thứ ba mà các bạn phải làm đó là làm cho người đó phải sợ hãi mất các bạn. Việc các bạn cứ nói rằng mình phải làm gì để cho cô ấy hoặc anh ấy quay trở về với mình đây, nó không khiến cho họ quay trở lại. Mình phải làm gì để an ủi,
an ủi rằng ôi ở bên anh cũng rất tốt, bên em cũng rất tốt mà, không sao đâu, mình sẽ hay sống hạnh phúc bên nhau thôi. Đừng nghĩ rằng những cái lời an ủi này của các bạn sẽ khiến người ta quay lại với các bạn. Hãy để cho họ sợ mất các bạn. Sợ mất các bạn bằng cách nào? Thứ nhất là ở cái bước đầu là mình đã chấp nhận, đúng không? Mình chấp nhận được cho người ta được phép chia tay với mình. Thứ hai nữa là mình không liên hệ với người ta nữa. Không liên hệ trong một thời gian, các bạn sẽ nghĩ rằng ồ bao lâu là đủ nhỉ? Liệu trong thời gian đó người ấy có người khác không? Không sợ, không sợ người ấy có người khác. Một khi mà người ấy đã có người khác rồi thì các bạn phải biết rằng các bạn xứng đáng với một người khác tuyệt vời hơn thế. Cho nên là các bạn phải can đảm, phải chơi lớn, đừng có sợ. Trên đời này còn có nhiều người tuyệt vời lắm. Hãy để cho người đó có cảm giác sợ mất bạn bằng việc chấp nhận việc không có người đó. Tưởng tượng rằng mình đang ở với một người tuyệt vời hơn. Đó chính là cái cách mà các bạn sẽ làm cho người đó sợ mất các bạn. Điều số 4 các bạn cần làm đó là hãy đi kết giao, giao lưu, làm bạn với những người khác giới khác. Điều này không có nghĩa rằng mình nói rằng các bạn hãy bắt đầu một mối quan hệ mới nhanh chóng để quên đi người cũ đâu, không phải. Mình chỉ muốn các bạn hãy kết giao bạn bè với nhiều người khác giới hơn, để các bạn có thể có những cái nhìn toàn cảnh hơn và nhìn đầy đủ hơn về những cái cơ hội mà các bạn có thể có. Những cái người mà có thể bước vào cuộc sống của các bạn sẽ làm cho các bạn cảm thấy thú vị và hạnh phúc hơn thì sao, đúng không? Cho nên là hãy kết giao với những người bạn mới để làm bạn, để tìm hiểu, để làm cho cuộc sống của mình phong phú hơn, để mình không lúc nào mình cũng cứ nghĩ về cái người yêu cũ của mình nữa. Thì đây cũng là một trong cái bước để khiến cho người ta sợ mất các bạn. Hãy kết giao với những người bạn tuyệt vời, có những giây phút thật thoải mái và hạnh phúc, đăng lên những trang mạng xã hội để thấy rằng cuộc sống của mình tuyệt vời như thế nào. Và sau rồi người ta nhìn thấy những cái trạng thái của các bạn như thế, người ta thấy rằng ồ, không có người ta các bạn vẫn sống tốt, vẫn sống tuyệt vời, vẫn sống hạnh phúc. Mà người ta lúc đấy người ta sẽ phải sợ. Người ta dần dần, người ta chưa sợ thì người ta sẽ dần dần sẽ phải sợ. Sợ rằng ồ, có khi nào không có mình người ta sẽ tìm được một người tốt hơn mình hay không. Người ta sẽ phải sợ như thế. Mà các bạn phải có một cái tâm lý là không có bất kỳ một ai các bạn vẫn có thể tìm được những người tốt hơn và tuyệt vời hơn để yêu. Chính cái tư thế như thế, cái sự tự tin như thế, nó sẽ khiến cho các bạn có sức hấp dẫn và vượt qua được tất cả mọi những cảm xúc khó chịu, để rồi có sức hút với người kia. Cho nên đừng sợ hãi các bạn nhé. Và cái điều số 5 mà các bạn phải làm đó là chuẩn bị sẵn tinh thần không có người đó trong đời. Các bạn đang sợ đúng không? Sợ thì cũng hãy cứ làm điều này. Điều này nó sẽ khiến cho các bạn có một tư thế tuyệt vời hơn trong tình yêu. Không có người đó, mình sẽ làm gì? Mình sẽ sống với một người khác tuyệt vời hơn như thế nào? Bằng cái việc chấp nhận là không có người đó trong đời, các bạn cho mình một cuộc sống độc lập. Các bạn không còn thảm hại ở đó chờ đợi người ta nữa. Các bạn bắt đầu tưởng tượng về một cuộc sống, mở ra một cuộc sống tươi sáng hơn dành cho mình, với những cái tưởng tượng về một người tuyệt vời hơn thế. Nhiều khi các bạn cứ nghĩ rằng ôi người yêu của mình tốt quá, tuyệt vời quá, người ấy tốt bụng lắm, mình không muốn mất người đó trong đời đâu, sẽ không ai đối xử tốt với mình như thế. Như thế thì là chưa đúng rồi. Còn có rất nhiều người tuyệt vời hơn, tốt hơn dành cho các bạn nữa. Cho nên là hãy chấp nhận. Hãy chấp nhận để rồi có một tư thế tốt hơn, là mình mở ra cho mình một cái tương lai tươi sáng hơn với một người tuyệt vời hơn ấy. Thì chính những cái tư thế đó, cái tâm lý đó, nó đưa các bạn lên một tầm cao mới. Và từ đó các bạn ở trên cao rồi, các bạn sẽ thu hút người ta. Ở cao để người ta phải với tới các bạn, chứ đừng có cứ hạ mình xuống để rồi phải với người ta thì rất là mệt nha các bạn nhá. Hãy ứng dụng những cái bước này và làm, và đừng sợ hãi. Hãy kiên trì với cái điều tuyệt vời mà các bạn đang làm á, thì các bạn sẽ luôn luôn có hạnh phúc. Hãy nhớ một điều rằng trong bạn là những giá trị, các bạn mang đến những điều tuyệt vời. Thì vấn đề chỉ là xem người đó có xứng đáng với những điều tuyệt vời của các bạn hay không thôi. Hãy bước đi trên con đường của chính các bạn và để người đó phải đi theo các bạn, chứ đừng có đi theo người ta. Chúc các bạn may mắn trong tình yêu. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục giải đáp thắc mắc và tư vấn tình cảm. Hãy đến với câu chuyện của một bạn gái ngày hôm nay nhé. Bạn ấy có nói rằng: chị ơi, bạn ấy tán em 1 năm và hai đứa yêu nhau 2 năm và có hay cãi nhau. Em nghĩ chắc phần lớn do em ích kỷ nên dần làm cho mối quan hệ ngột ngạt, mệt mỏi. Thì 2 tuần trước em và bạn ấy có cãi nhau thì bạn ấy bảo có lần bạn ấy say nhưng không nghĩ tới em mà lại nghĩ tới một người con gái khác. Hồi xưa bọn em có chung lớp với người con gái kia. Bạn ấy bảo bình thường bạn ấy không hề nghĩ gì tới nó, nhưng không biết tại sao hôm đấy say rồi đi ngủ thì lúc ngủ lại nhớ tới. Thì em mới nói là ngủ rồi mơ thôi, ai mà kiểm soát được. Thì bạn ấy có bảo là lỡ đấy là cảm xúc thật của bạn đấy thì sao. Rồi có nói là không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy bạn gái kia thì bạn ấy lại có cảm xúc khó tả. Em có nói là chắc bạn ấy thích bạn gái kia rồi, nhưng bạn ấy không nhận và nói không biết. Xong bạn ấy nhận là bạn ấy tệ, đổ đốn vì nghĩ tới người con gái khác. Rồi bạn ấy có nói chia tay em. Hôm sau em và bạn ấy có gặp là vì là sinh nhật bạn ấy nên em muốn tặng quà. Và lúc về thì bạn ấy nhắn tin bảo em cho bạn ấy thời gian.
Nhưng chắc tại em quá vội, quá mấy hôm đã nhắn tin hỏi bạn ấy nghĩ xong chưa. Nhưng chắc em vội quá mấy hôm đã hỏi nhắn tin hỏi bạn ấy nghĩ xong chưa. Rồi vài hôm sau thì bạn ấy có bảo em không phải chờ bạn ấy nữa, đừng hy vọng. Rồi chia tay được 2 tuần, hôm qua bạn ấy lại bảo cho bạn ấy thêm thời gian suy nghĩ tiếp. Nhưng em không biết nếu bạn ấy đề nghị quay lại thì em có nên tha thứ không ạ? Em rối quá. Em thân mến, câu chuyện của em thì nó cũng không lạ trong cái những câu chuyện tình yêu mà chị đã từng chia sẻ và đã từng tư vấn. Vấn đề là ở trong mối quan hệ với em, anh ấy không có những cảm xúc tuyệt vời nữa. Bằng chứng là em, tự em cũng nhận ra điều đó và em nói rằng chắc là tại vì em đòi hỏi yêu thương nhiều quá và làm người mệt mỏi nên mất dần những cảm xúc trong tình yêu. Thì cái vấn đề đầu tiên là chúng ta cần phải nhận ra trong mối quan hệ này là giữa bọn em đã không còn có những cảm xúc tuyệt vời dành cho nhau nữa. Mà đơn giản là vì chúng ta đã từng yêu nhau, đã từng có tình cảm với nhau nên là chia tay một thời gian có thể là người kia cảm thấy trống vắng. Thì người ta lại quay lại với em và nói là cho người ta thêm thời gian để người ta lại tiếp tục duy trì một cái mối quan hệ gì đó với em bây giờ. Nhưng mà chị cũng muốn em nhận rõ cái mối quan hệ này. Thứ nhất là cái việc anh ta nói là khi say rồi nghĩ đến một cô gái khác. Cái này có thể là thật, cũng có thể là giả. Có thể là thật, đó là đúng là say, anh ta có nghĩ đến một cô gái khác thật thì anh ta nói với em. Nhưng mà thực sự nói một câu với em là một người mà thực sự có sự trân trọng đối với em, coi trọng em, người ta sẽ không dám nói. Thực sự là trong lòng người ta mà nghĩ đến một người khác mà người ta không muốn làm tổn thương em, người ta sẽ không dám nói ra. Em ạ, một người bình thường mà coi trọng cô gái của mình sẽ không dám nói ra điều đó. Như anh này anh nói với em. Thì nó làm chị nghi ngờ đến một tình huống thứ hai là anh ta cố tình, có thể nhá, có thể là cố tình bịa ra cái chuyện này để lấy lý do, làm cái lý do mà để quên em, để chia tay với em. Nói chung là dù là thật hay là giả, việc anh ta nói thẳng vào mặt mình là anh ta say và anh ta nghĩ đến cô gái khác, rồi lại còn tự nhận là mình tệ vì mình còn nghĩ đến cô gái khác. Mình bị tổn thương lòng tự trọng, mình rất bị tổn thương bởi thứ nhất người ta không hề trân trọng mình. Người ta trân trọng mình làm sao người ta dám nói là người ta nghĩ đến cô gái khác. Thực sự kể cả chị như thế, chị cũng vậy nhá. Ví dụ là vô tình mà mình nghĩ đến một người đàn ông khác, mình làm sao mà dám nói với người yêu mình, đúng không? Vì mình trân trọng cảm xúc của người đó, vì mình sợ người đấy buồn, vì mình sợ người đấy sẽ nghĩ lung tung. Người ta sẽ không dám nói ra, mà có đầy đủ sự trân trọng người ta sẽ không bao giờ dám nói ra là tôi đang nghĩ đến một cô gái khác đây. Còn khi người ta dám nói ra câu đấy, tức là người ta không có đầy đủ sự trân trọng đối với em, mà người ta còn nói thẳng với mình, đó là chia tay, người ta đang nghĩ đến cô gái khác, mình chia tay đi. Bất kể anh ta tìm lý do để chia tay hay đó là sự thật, thì mình cũng cảm nhận được rằng trong mối quan hệ này mình đã không được tôn trọng, mình đã không được trân trọng rồi. Thì mình phải có cái lòng tự trọng của mình. Rồi bây giờ anh ta lại quay lại, anh ta nói là cho anh thêm thời gian để nghĩ về mối quan hệ của chúng ta nhé. Anh nghĩ em là con rối hay sao, đúng không? Em là con rối của anh à? Mà lúc thì anh nói là anh nghĩ đến cô gái kia, lúc thì anh đòi chia tay, lúc thì anh đòi có thời gian, xong rồi lúc thì anh lại nói là không cần thời gian nữa, đừng hy vọng gì nữa. Bây giờ anh lại nói là cho anh thời gian. Thế tôi là con rối trong mắt anh à? Đúng không? Bất kể là trước đây em đã mắc sai lầm gì trong mối quan hệ này, như em nói, em đã mắc cái sai lầm là không đưa vào mối quan hệ này những cái tình cảm tốt đẹp hay là những cái năng lượng tích cực mà để anh ấy có thể là mất cảm xúc trong mối quan hệ này. Nhưng mà mình đã sai rồi thì mình sẽ sửa trong tương lai. Có thể trong mối quan hệ trong tương lai hoặc trong quãng đường còn lại của em sẽ sửa những cái lỗi mà mình đã từng mắc trong mối quan hệ cũ. Nhưng còn bây giờ là cái vấn đề ở anh ấy. Anh ấy đã coi em như một con rối. Anh ấy đã coi mình như một con rối như vậy mà mình vẫn chấp nhận. Mà mình còn nói chuyện với anh ấy, mình nói chuyện bình thường với anh ấy, thì có phải là để người ta càng khinh mình không? Đúng không? Người ta sẽ càng coi thường mình, người ta sẽ không coi trọng mình, người ta nghĩ là ôi cô ấy chẳng có lòng tự trọng gì cả. Mình nói mình nghĩ đến một cô gái khác, xong bây giờ mình quay lại, mình cứ hết lần này đến lần kia mình bảo cho mình thời gian, xong rồi mình bảo không cần cho mình thời gian nữa thì quên đi. Xong bây giờ mình lại quay lại rồi mình bảo là cho anh thời gian, nó vẫn tiếp tục chấp nhận, nó vẫn bị lụy trong tình cảm này. Thế phải người ta thì người ta sẽ không có lý do để trân trọng mình. Bởi vì người ta cứ quay mình như trong chóng ấy, mà mình vẫn cứ để người ta quay mình như vậy. Đúng không em? Thì người ta sẽ không trân trọng mình đâu. Cho nên trong mối quan hệ này thì chị hy vọng rằng em sẽ tỉnh táo để lấy ra cái lòng tự trọng của mình, để mình đặt nó đúng chỗ. Không phải là mình kiêu ngạo, không phải là mình đặt nó quá mức, mà đơn giản là mình đòi một cái quyền lợi bình thường nhất của một con người là được trân trọng. Đương nhiên là em có sai lầm trong quá khứ em sẽ sửa, đúng không? Nhưng bây giờ chính là lúc em thể hiện bản lĩnh của mình. Và để người đàn ông kia, người ta sẽ phải có cách nhìn khác về em.
là em không phải là một người con gái thảm hại như thế đâu ạ. Không phải là em ở đây để lúc nào cũng là anh cần thì anh đến anh bảo cho anh tiếp tục thời gian, còn lúc nào mà anh không cần thì anh nói là thôi bỏ đi, đừng hy vọng gì nữa. Hãy cho anh ấy biết rằng anh phải thực sự nghiêm túc trong những quyết định của mình. Bởi vì một khi anh đã mất, không dễ để có lại đâu. Và để có lại được anh cũng phải chiến đấu rất mệt mỏi, chứ không phải là anh cứ thế là anh thích gì thì anh có lấy đâu, đúng không? Hãy là một người con gái có đầy đủ sự mạnh mẽ. Thà rằng trước đây anh chưa nói với em câu chia tay, nó khác. Đã nói câu chia tay, đã bảo là cho thời gian, xong rồi lại nói là không cho hy vọng nữa. Nó quay đi quay lại mấy lần rồi. Bây giờ mình không thể tiếp tục dung túng cho cái hành động đấy nữa. Anh đã nói chia tay, tức là giữa chúng ta đã hoàn toàn kết thúc rồi. Bây giờ hãy dứt khoát với người đàn ông này. Hãy dứt khoát là giữa chúng ta đã kết thúc. Vì khi mà em dứt khoát, người ta mới chợt nhận ra là ồ, mình đã mất cô ấy rồi. Mình là xong rồi mất cô ấy xong, cô ấy càng ngày càng xinh đẹp hơn, cô ấy càng bản lĩnh hơn, cô ấy càng có giá trị hơn, cô ấy càng hấp dẫn hơn, cô càng có quan điểm hơn. Cái gì của cô ấy cũng hơn hết. Cô ấy lại là một cô gái tích cực hơn. Cái gì cũng tuyệt vời lên. Mà bây giờ mình lại mất. Đấy, thì người ta mới có lý do để người ta chiến đấu và quay lại với em. Hay ít nhất là người ta sẽ có cách nhìn khác về mình. Còn về phần chị thì chị vẫn luôn luôn khuyên tất cả mọi người và cũng như em ấy, một cái câu nói mà không quá mới nhưng mà luôn luôn đúng. Đấy là em phải đi trên con đường hạnh phúc của mình. Một mối tình như thế nào, một tình yêu như thế nào, một cuộc sống có ý nghĩa như thế nào là cái mục tiêu sống của mình, thì mình vẫn phải xoay quanh cái mục tiêu sống đấy để mình bước đi trên con đường hạnh phúc của mình. Còn người đàn ông này, mình cảm thấy người ta xứng đáng, người ta phù hợp với con đường hạnh phúc của mình thì mình để người ta bước vào. Còn nếu không thì mình sẽ không cho người ta bước vào cuộc sống của mình nữa. Đến thời điểm hiện tại, chị thấy rằng anh ấy chưa đủ điều kiện để có thể bước vào con đường hạnh phúc của em. Vì chưa nhìn thấy đầy đủ sự tôn trọng, sự trân trọng, sự nghiêm túc ở đó. Bây giờ em phải nghiêm khắc với mình, nghiêm khắc với anh ấy. Để có thể là sau này, một thời gian nữa, nếu mà vẫn còn tình cảm với nhau và em nhận ra rằng, và anh ta nhận ra rằng anh ta nghiêm túc với em, anh ta thực sự thay đổi, em có cách nhìn khác với anh ấy, thì em cũng có thể cân nhắc đến cái việc là liệu có nên không. Nhưng mà với những gì mà anh ấy đã làm thì thực sự là khó. Thực sự là khó để mà tha thứ được. Bởi vì nó làm cho mình có cảm giác mình là một cô gái không có được trân trọng. Lại còn lôi đến cái việc nghĩ đến một cô gái khác. Thực sự là cái việc mà nói thẳng, một người đàn ông mà nói thẳng vào mặt mình là người ta đang nghĩ đến một cô gái khác, thì không biết cảm giác của mình như nào. Mình còn có tình cảm với người ta nữa. Thực sự cảm thấy bị xúc phạm vô cùng. Thôi, nói chung là người ta không trân trọng mình thì mình vẫn cứ phải trân trọng mình thôi, đúng không em? Hãy bước đi trên con đường của mình và đón chờ một người đàn ông thực sự dành cho mình, với những điều tuyệt vời nhất, với những giá trị chân thành nhất, với những tình cảm thiêng liêng nhất của tình yêu mà mình có thể cảm nhận được điều đó. Trên đời này đàn ông rất nhiều. Mình hãy dang rộng vòng tay của mình để chờ đón một người đàn ông thực sự tuyệt vời như thế đến với cuộc đời mình, chứ không nhất định phải trông chờ một người đàn ông mà người ta không biết trân trọng mình. Nói chung là em hãy có một cái tâm lý là em sẽ không đợi chờ gì người đàn ông này hết. Còn nếu như trong tương lai người đàn ông này người ta thực sự thay đổi hoàn toàn, người ta có sự trân trọng đối với em, người ta có sự nghiêm túc với em mà em có thể cảm nhận được điều đó. Nhưng mà cảm nhận điều đó cũng không phải là một phát mà em quay lại luôn nhá. Em cần có thời gian để nhận biết và thử thách nữa. Chứ không phải là với tất cả những gì anh làm bây giờ anh chỉ cần quay lại và anh nói một vài câu hay là xin lỗi cái gì là chúng ta quay lại với nhau. Không có chuyện như thế. Hãy cứ bước đi trên con đường của mình và chỉ cho phép một người đàn ông biết trân trọng mình, yêu mình khi mình là chính mình và cho mình cảm xúc tuyệt vời nhất, thì hãy để người đó bước vào cuộc sống của mình. Đương nhiên là để xứng đáng với một người đàn ông tuyệt vời như thế thì chúng ta cũng không ngừng phải phấn đấu bản thân để khiến bản thân trở nên tốt hơn em nhá. Đây chính là cái lời khuyên mà chị muốn dành cho em, với hy vọng là em sẽ xứng đáng với một người đàn ông tuyệt vời nhất. Yêu em nhé. Hãy luôn có một tâm lý là mình cứ bước đi trên con đường hạnh phúc của mình. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Nếu các bạn thấy thích video này, đừng quên nhấn vào like, subscribe và share video này với những người xung quanh bạn nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.